Thị trường chứng khoán phố Uôn đi lên trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 7. Các chỉ số chính tăng lên mức cao kỷ lục mới sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell cho biết nỗ lực kiểm soát lạm phát đã đạt được tiến bộ nhất định, làm dấy lên kỳ vọng của các nhà đầu tư về khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Trong phiên ngày 2 tháng 7, cả 3 chỉ số chính trên phố Uôn đều tăng. Trong đó, chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 5.509,01 điểm. Đây là mức cao kỷ lục mới của chỉ số này. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 18.028,76 điểm, cũng là một mức kỷ lục. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 39.331,85 điểm. Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết tiến độ hạ nhiệt lạm phát Mỹ từ đầu năm đến nay đã đạt được kết quả khả quan, trong khi thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế vẫn đang trên đà phục hồi. Tuy nhiên, ông Powell cho rằng vẫn cần chờ thêm dữ liệu và bằng chứng trước khi quyết định cắt giảm lãi suất. Theo Chủ tịch Công ty Cố vấn Tài chính Summit Place của Mỹ, nhận định của người đứng đầu Fed đã mang lại tâm lý tích cực đối với các nhà đầu tư. Tôi thực sự đã nghĩ là thị trường sẽ yên ắng vì sắp đến ngày nghỉ lễ, không có nhiều động lực mấy. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Fed hôm nay đã làm xoay chuyển thị trường trái phiếu và từ đó mà tác động đến thị trường chứng khoán. Trong số các công ty, cổ phiếu của hãng xe điện Tesla tăng hơn 10%, ngay cả sau khi hãng báo cáo doanh số bán xe đi xuống trong quý 2 năm nay. Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ mở cửa trở lại vào ngày 5 tháng 7 sau dịp nghỉ lễ độc lập.